Rồi, chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình cũng đang dọn cái bể lại anh em. Đây, hôm gài thì nó mưa quá trời, nó san bằng luôn anh em. Đó, tính dầm hồi tuần rồi nhưng mà quá trời mưa luôn, rồi mình lên nữa thì nó cũng chài xuống nữa. Này thì mình lên được từng rồi nè anh em. Đó, ok luôn đó. Này nếu mà nắng là nó ok. Tại của mình, đất của mình nó lâu rồi, không nói cho anh em là đất nó lâu rồi nên giờ nó nhão, cắt keo nó hết luôn, phơi lên được như này thì ok nha anh em. Nắng có chỗ nó sập một chỗ nó chưa, thì giá lương thì mình cũng mới điện cho cái ông anh của mình đó, mua lương anh em, thì giá nó cũng còn thấp, khoảng 112-13 nhất nhì anh em. Còn nếu mà anh em nào có bày lương nào khoảng trên 350 gram á thì bày điều á thì ảnh xuống anh mua cho 120 ha. Thì cái này mình cũng mới hỏi thôi, giá bây giờ thì cũng nói chung thì cũng hơi bèo, anh em nuôi cũng hơi ngán nha. Chồng cũng mới qua tháng 7, trong tháng 7 thì cũng ít ít người ta mua rang á nè, gặm. Thì bữa nay thì chia sẻ cho anh em một số cái thôi. Thì có ông anh ổng nói đất ruộng á, thì ổng nói đất cứng quá vì phơi á, cứng quá rồi lương nó chui vô rồi nứt đất. Thì đây nói cho anh luôn, mình cũng có giải thích cho anh rồi, rồi cách phơi đất á nè. Anh ấy nói là đất ruộng thì phơi vô thì nó nứt, thì ở đây mình nói cho ông anh mình biết luôn nha. Thì sẵn đây mình nói chia sẻ luôn là đất ruộng nó rất là tốt. Tại vì khi mà mình vô đất mình phơi như thế này á, nó cũng giống như mình vậy nè, phơi thì cái mặt ở trên nó sẽ cứng đó anh em, cứng như nó cứng thì nó chui vô nó nứt, nó bể ra. Thật ra nó không có bể nha anh em, nó chui thì nó chui sẽ dưới thôi đó, thì nó nước nó vô thì nó mềm ở dưới, chui ở dưới, còn ở trên nó vẫn cứng, nó vẫn dẻo bình thường nha đó. Có cực cái là nếu mà đất ruộng mình mới á, anh em mới làm thì đất ruộng mới vô nữa sau này thu nó cực lắm. Thế sao ba rễ của nó nhiều, rễ đúa nhiều quá, nó dính vô trong nó, mà trong mấy cái trứng mình á, lúc mình vớt nó trao lên á, ba cái rễ lúa với bận đất nó nhiều. Thì mà khi mà mình thu khoảng chừng khoảng 3-4 đợt thì nó sẽ giảm đi, đất rễ nó sẽ mục. Tại vì khi mà mới thì rễ nó vẫn còn đó nè, lương nó quậy ra thì nó chóc ba cái rễ nó ra, lửa rễ lúa nó vẫn còn đó. Đó, khi mà mình thu được vài lần á, cái nó trao trao ra thì rễ nó mục. Chỗ mấy anh em làm thì mình cũng thấy như vậy. Còn đất á, thì đất ruộng là tốt nha, nó không có ấy gì đâu, không có rễ đâu. Thì cái này thì mình làm á, cho mấy anh em thấy. Thì có một cái nữa thì nếu trong phơi đất á, như cắt nước anh em hỏi cắt nước thì phơi phơi đất. Thật ra là trong cái tuần đầu anh em phơi à, hoặc là trước khi mà anh em mình bỏ vô mình làm á, nó cũng tương tự nhau thôi, là khi mà mới làm hồ mới á, mình bỏ đất vô trong tuần đầu mình có thể xả nước ra rút vô bình thường, lúc đó thì nó cũng chưa có đẻ đâu. Thì cắt nước cũng vậy, cắt thì mình cắt khô một tuần, xong rồi nếu mà thấy thêm tuần nữa mình thấy nó quậy quá hay là thấp quá đó, lúc mà mình giống như mình vậy nè à, đẻ cũng đến đổi đâu, thì giống như mình vậy đó nè, nó chài xuống sụp hết trơn rồi. Anh em thấy còn 4 hồ này mình chưa làm, bên đây thì mình làm rồi nha. Đây còn 4 hồ này mình chưa làm nè, đó nó chài xuống như vậy hết trơn. Thì giờ mấy anh em cứ mồi lên ha, đó rồi, nó quay hang rồi. Bây giờ mấy anh em cứ mồi lên để lên trên đó, cho khô, không động đậy gì sao hết. Thật ra là mấy chỗ này nó lầy nhẹ đâu đẻ đâu, thấy không? Thì giờ mấy anh em cứ mồi ra, mồi lên đắp lên, mồi dưới này đắp lên cho phơi khô rồi nó sẽ đẻ thôi. Thì canh cái thời gian đẻ nó tầm khoảng 2 đến 2 tuần thì bắt đầu mình thăm được rồi. Ừ, anh em nào chưa quen thời gian này thăm ha. Thì con cây con này nó quậy cái hàng quá trời, anh thấy không, nó quậy cái hàng dữ vậy chứ, cái quậy hàng nó sụp. Thì cái này thì mình nói cho anh em muốn xử lý gì đó thì trong tuần đầu mình vẫn xử lý được nha, coi như là mình rút nước ra bơm trở lại đánh thuốc gì đó, trong tuần đầu xử lý ok nha. Nhưng mà qua bắt đầu
tuần thứ hai tầm khoảng 10 ngày đó, thị trường nó bắt đầu nó vô quậy ổ đẻ rồi đó nè, cho nên là mấy anh em coi lại mấy anh em kỹ, đừng có mà động nó nữa ha. Thì cái này là hổng gài mình một tuần nè, từng từng hơn, tại vì nó khoảng 8 7 8 ngày, 8 ngày 9 ngày đó. Đó, tại vì mưa quá trời, bão số 3 anh thấy mấy em thấy mưa quá trời mưa luôn, ảnh hưởng từ tuốt ở ngoài kia mà vô tới trong này thì quá trời, hôm nay lượng mưa rất là lớn anh em. Thì hôm trước thì mình cũng có chia sẻ cho anh em một cái là đánh cái pH đó, thì có một số anh thì nói sao của ảnh tới 4 giọt à, mình thì có 1 giọt, tại vì nó có nhiều loại anh em, cái mega trong đánh đó thì nó tùy theo loại, nó có cái 3 giọt, cái 4 giọt, còn mình xài cái Việt Nam này cái cũng có 1 giọt thôi, nó tùy theo, nó ghi trong đó có hướng dẫn sử dụng cho anh em, thì cái nào cũng được, chủ yếu là cái pH của mình nó chỉ thị lên ổn thôi ha. pH thì nếu như mà pH nó tầm trong khoảng 6 đến 8 là nuôi ok rồi. Tiếp tục có một anh ông hỏi nữa là chia sẻ luôn cho anh luôn đó là pH của mình nó là nước 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 sông ha, rồi ảnh hỏi về là nếu mà nước sông rồi về có thuần vô nước giếng được không. Nói chung với anh em nói chơi với anh em luôn đó là vẫn ok nha anh em, không có gì hết, tại vì mình bán cũng rất là nhiều rồi, anh em nuôi rất là đạt đó. Thì ở đây mình làm nước sông thì mấy em về cũng như giếng khoan, giếng khoan bình thường, nó cây giếng khoan nó lên ok, nó nằm trong khoảng gần pH của mình thôi, 6 đến 8 là ok. Thì ở đây hỏi mình có đo cho anh em nó còn khoảng 6.7, 6.7 là không, tại mưa nhiều á, còn nếu như mà nắng thì nắng lại là pH của mình khoảng 7.7.5, nó là vừa môi trường trung tính gì nó rất là ok nha. Thì về thuần thì mấy anh em cứ đổ nước vô mấy anh em thuần thôi. Đó, mấy em đổ từ từ vô thường trong vòng khoảng 15 20 phút thì mình cũng có thể thả được rồi, cũng giống như mấy anh em thấy mình đi giao lương, mình chỉ cho mấy chú mấy bác mình thuần, mấy anh em mình thuần đó, cái nào thì nó từ từ nó sẽ thuần được thôi, trên lệch cũng 0.5 đó, mình nói trên lệch 0.5, còn pH thấp quá thì mấy anh em phải coi lại nha, mình có những chia sẻ là mấy anh em có gì mấy anh em coi lại clip trước. Thì ổng gài cũng ít có ra video nè, lu bu công chuyện quá, mình ít có qua video cho mấy anh em, mấy anh em ít có xem nhiều. Ổng cũng nói đi quay cho mấy mô hình, hiện giờ thì công chuyện lu bu quá chỉ quay mô hình nhà cho mấy anh em xem vậy thôi. Thì sẵn đây mình chia sẻ cho mấy anh em một cái nữa là cái Google Map anh em. Thì nó có một cái định vị về vị trí của mình đó, thì anh em nữa mình sẽ chia sẻ trong clip luôn ha, mình sẽ quay mình hướng dẫn cho mấy anh em cái định vị như thế nào, ví dụ như mấy anh em đi ngang, mấy anh em định vị mà có đi ngang thấy cái địa điểm của mình, ví dụ vậy ghé chỗ mình giao lưu mình chơi ha, hỏi chia sẻ kinh nghiệm rồi chơi, nhưng không là mình đi ngang gì đó mình coi định vị có đi ngang với anh chị mấy bạn đó, thì nó sẽ hiển thị lên ha, cái chuyến đường gì đó, thậm chí là nếu như mà có liên hệ mua lương giống hay là anh em muốn bán mặt hàng gì đó thì trên cái map đó thì nó sẽ hướng dẫn cho mấy anh em địa điểm chỉ đến luôn, rồi thời gian mình mở cửa hàng mình á, đăng ký cửa hàng, thì mình sẽ chia sẻ cho mấy anh em trong cái phần này luôn ha. Rồi có mấy cái chia sẻ với anh em như thế, thì nói chung thì cũng mới lên đất này thôi, còn 3 4 hồi chưa làm xong nữa nè, ráng sao ráng đừng có mưa, mưa thì mình cũng phải thua thôi đó. Thì mưa này thì mấy anh em làm ống là ngon á. Mưa nắng làm ống ok, mưa thì bên mình thì thua, chạy ít lắm, tính quay mấy cái chỗ tính qua nay qua một chỗ bên Nhật quay mà nó mưa sập đẻ cũng không nhiều, ổng dám dám nước ngập thì mình cũng ở nhà luôn đó, mình làm cái bể mình cho gọi nữa nè, cái này vô rồi vô lạnh lên lại đắp cho nó cao lên, anh thấy nó dạt ra sình không ha. Mấy anh em làm trong mùa mưa thời gian mưa này nó cũng mệt lắm, ương nó cũng hơi cực ha, đây mấy tháng cuối cuối này mưa rồi dầm nhiều cũng dễ bệnh nữa, mấy anh em cho mình kỹ kỹ một chút, nắng này hành lên hay đỡ tay này kéo mày tới nữa ráng làm cho nó xong. Rồi có mấy cái chia sẻ như thế ha. Rồi mình sẽ chia sẻ cho mấy anh em cái đăng cái trên cái map,
Thì cái đó thì mình có thể mình giới thiệu bạn bè cho anh em mình luôn, cái chỗ của mình có để liên kết giữa Facebook, YouTube luôn ha, nó có chia sẻ cho mấy anh em, thì những cái gì mình đăng lên đó đều nó hiển thị lên hết, đặc biệt là mấy anh em lên máy vi tính á, mấy anh em sạp vô là nó ra hết. Ví dụ lương giống của mình là mình có cái địa chỉ trên đó, chỗ cái map của mình đó. Đó, lương giống người nông thôn á, thì mấy anh em lên, thì mấy anh em có đi ngang thì ghé mình chơi, địa điểm ngay chỗ đó luôn, vị trí nó chính xác, nó lệch lệch trong vòng khoảng vài mét thôi, là mình đăng ký về vị trí đó. Còn nếu mà anh em nào muốn là năm đăng ký á, giống hệt như mình á, thì mình sẽ chỉ ha, nó cũng ở trong đó thôi, lên thì mình đăng ký địa chỉ nó dễ lắm. Rồi mấy cái chia sẻ vậy ha, chào anh em ha. Rồi ha, mình sẽ chia sẻ cho anh em coi cái vị trí đứng trên mình trên map ha. Thì mấy anh em giống như mình đây, vô trong này mình chọn cái map nè, đó đây đó map ha. Thì đây mình có lương giống lương thôn, tại mình đang ở ngay chỗ vị trí của mình đó anh em. Ví dụ như anh em muốn đi thì mấy anh em sạp vô đây đó, lương giống người nông thôn mình có sạch sẵn nè, không nói mình anh em bấm vô đó, lên vị trí luôn ha. Đây, mình quay cái này, quay ghi màn hình nha anh em. Đây mình có tên sẵn rồi ha, thì mấy anh em lương giống nó ra nhiều lắm nè đó, lương giống người nông thôn này của mình chỗ vị Thắng, vị Thủy, Hậu Giang này, mấy anh lít vô đó nó sẽ hiển thị lên ha. Đó thì trong đây thì nó sẽ có đăng ký cho mình cái giờ giờ mở cửa mình luôn, giờ tiếp khách. Nếu mà anh em nào làm cái địa để làm gần cái cửa hàng bán gì đó thì đăng ký trên này. Ở đây có trại giấy bé Sáu nè, cà phê Hoàng Nguyên nè, địa chỉ nè. Thì mấy anh em đi ngang thì mấy anh em thấy thì ghé nè. Thì đây là mình ở đây là chỗ chợ gần chợ Vị Thắng nè đó. Thì sạp vô thì mấy anh em thấy, thì mấy anh em ở gần đây thì mấy anh em đi ngang thì mấy anh em ghé mình chơi. Thì ở dưới này nó có một cái nè, mình có đăng ký nè, hình ảnh vô nè đó, nhà cửa mình nè đó. Thì những cái gì mình đăng lên đây là nó có hết rồi nè đó ha. Nó có nói chung là mình đăng video đồ lên thì trong cái nếu mà sạch lên mà Google á thì nó cũng sẽ hiển thị lên cho mấy anh em xem luôn nha. Thì nói chung là này nó cũng tiện lắm. Đây mình có liên kết cái kênh của mình nè đó, em bấm vô thì nó sẽ chuyển qua trang kênh của mình luôn nha. Đó hiện tại thì mấy anh em thấy nè đó, thấy không, nó lên kênh của mình luôn. Anh em nào muốn coi video thì vô đây đó. Thì cái này thì nói chung thì mấy anh em muốn làm á thì mình sẽ chỉ cho mấy anh em làm luôn, tại vì ở đây nó có nó giới thiệu cho anh em mình hết nè. Đây mình sẽ làm việc cả ngày nè, địa chỉ của mình nè đó. Trong này còn mình cũng mới khai thác đây thôi, còn có thêm ảnh thì mấy anh em vô đây ảnh. Ở trên này có số điện thoại của mình luôn, số điện thoại của mình nói chung là có đầy đủ hết. Rồi những cái hình ảnh mình đăng lên đây bán đó ha, nó sẽ quy ấy cho mình ra hết, tìm kiếm những chỗ nào đó mình cần đều có hết ha. Ảnh nè đó mình có đăng lên đây nè. Còn ở bên cái mà trang của máy vi tính đó, nó sẽ tổng quan hơn nè, có số điện thoại của mình luôn nè ha. Đó, anh em nào ấy thì mình đăng ký nhãn hiệu của mình, rồi mình đăng ký lên đây, rồi trang web YouTube hoặc Facebook gì đó đăng lên đây cũng được hết, nó sẽ đưa ra cái địa chỉ của mình luôn. Rồi à, thì có mấy cái chia sẻ với anh em như thế á, thì mấy anh em nào muốn làm á thì mình sẽ chỉ cho mấy anh em làm, hoặc là mấy anh em sạch lên YouTube nó cũng có, nó chỉ cho mấy anh em hết ha. Mình cũng mới tìm hiểu thôi, liên kết mấy cái app lại, mấy cái chương trình này lại, như Facebook rồi Zalo rồi cái map map Google Map á, nó mình liên hệ lên này. Ví dụ mình đăng trên kênh YouTube thì nó sẽ hiển thị qua bên bên này, nó hiển thị vài cái video à, cũng hay lắm. Thì anh em nào muốn làm ấy thì lên sạch anh em kiếm cũng có đó, mình sẽ có cái những cái chỗ mình quảng cáo để anh em mình biết tới cửa hàng hay là chỗ mình làm vậy đó, để anh em liên hệ. Rồi có mấy cái chia sẻ với anh em vậy, chào anh em nha.